Lại mà. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bang đồ vừa đi xem khách hôm qua. Anh ơi. Mày ơi. Sài Gòn đi nhận vui. Bà lưỡi chị nghe bà lưỡi. Yên tâm, chị em bảo đi đi. Đây, không bên đây. Người ta gọi là đồng tình lưỡi nái nam. Bôi lên rồi. La thứ ok. Bye bye bye. Đây là khoái vào Nam cũng khoái đúng không anh? Yo. Yeah, welcome Việt Nam. Welcome Việt Nam. Ok. Welcome. Yo. Ngày mai. Sao đâu? Ngày mai. Đây đây cái trang mà người không biết. Không phải đối thủ nhé, không phải gu. Ê, ngày xưa đi học mày ca nhiều nhất đi cơ mai. Bỏ rồi giờ. Dạ em ca giọng nào? Em trai cho mẹ cho mẹ. Ở đây em ơi, ở đây
ca nhạc gì, nhạc TikTok hay nhạc gì? Mẹ ông vô quốc hộp lỡ cái hết hộp lỡ đâu biết. Có tăng cái gì hai nhỉ? Mày chúng mày tầm này người ta chơi con mẹ 3G đi bay bay hoài. Em mới xin chú Bình nào. Ui thì vú to rồi lâu chết đói. Xong thế thôi, công tác cặp quần đấy. Bắt vai. Sao chị Dô? Ơi, không chị trẻ hơn em đấy không được đâu. Chị trẻ hơn em có đéo gì, uống bia nhiều nó mới trẻ. Dô các bạn ơi. Dô ra. Lên chân. Cười chết rồi. Bà mẹ hai con, ba con. Tao mới có một đứa thôi. Đúng rồi. Em ơi. Anh uống gì? Coca, nước suối hay bia? Em ơi lấy chai nước suối chị. Cười chết. Sao nó mở thế nhỉ? Trang ơi. Ôi, em đây. Trang ơi. Em đây chị mình ơi. Ô. Oh. Ok, Trang lên luôn. Trang lên luôn đi. Đi, đi về gọi tên Trang rồi, Trang đéo uống. Giang hồ đéo này. Đâu bà? Bà này tôi biết bà ấy là cỡ 14 năm. Vô Sài Gòn 14 năm. Ta biết bà ở Sài Gòn xưa và nay nhậu lòi lồn hát đến giờ vẫn như vậy. Này má. Anh ơi, không phải gu anh thì anh không nhớ. Chứ người ta là nhớ anh đó. Sài Gòn có hai người của chị nhớ siêu phàm. Đó là bà nội này với con mẹ bán bánh. Con mẹ Lan. Bà Tám với bà nội này. Bà Tám Giao Lam và bà nội này nhớ vô cùng. Chuyện gì mà cần biết quán nhậu đánh nhau chỗ nào hỏi hai má này chính xác luôn. Bà Tám có nhiều chuyện và nhớ vô cùng. Anh về đi. Anh ném cùng anh cho. Ăn đi món này ngon. Món này ngon ăn đi. Tìm mai mà đuổi tôi về ngoài trời. Ơ gì? Lon tao mày làm sao đấy? Tôi quay bà cái bụng hơi to tí thôi. Nhưng mà lò sao mình không rụt được rồi. To không được đâu. Dô. Hết nha. Dô. Hết nha. Tao xuống lon rồi. Hết nha. Mày chưa xuống này. Thôi chuẩn bị xỉn trên thép à. Thằng
Ờ, thứ hai là chị được. Hai là chị cực hay. Dĩ nhiên. Ok, cứ lên. Nói cứ lên. Nhưng mà cứ nghe, tình kia là cái nguồn nồng. Cảm ơn anh em tôi. Đúng em bên đây, cái nguồn nồng trong công trình. Bốn tầng anh ở đây. Đây chưa bác? Anh hỏi thì về chít luôn. Ok. Ok. Đây rồi. Xe nước suối. Bóp vô là biết liền ơi. Hay quá. Chú gì mà thấy ghê. Rồi 200 đô mới là được. Bóp mới đi, bóp 100 đô đi. Chú là người nào để con nói nào nào. Anh hỏi. Lần đầu tao gặp lên người làm là người có một trong những khách lên là người nào vừa. Lần đầu tao hồi nhỏ nè. Nhỏ đi không mấy nơi cho vào nhỏ cái đâu đi. Ai đâu? Nhắm vào tôi thấy. Không có tiền thì nhỏ mới đi. Trong tay không tiền thì gái đeo theo anh ơi. Nhưng mà lúc nào có tiền thì gái vào đây nó buồn vô luôn. Trong tay với ông trời. Ngày kia một hiếp đò đài. Oh.
Ui giời, cái đùm. Tôi to nhờ cái hàng thằng này. Ơi lớn. Hay quá. Rô. Vô chàng ơi. Ông kia sợ quá dây đấy à? Giờ đi đái cái nha. Giờ đái cái nha. Đi quay lại. Giờ đi đái cái. Đời người con gái hút vui trai đường không mất. Không. Không nè. Không. Bước qua dòng sông nè. Hồi từng cơn sóng. Đời thằng bây đi. Anh Tiến ơi. Hút đưa trai đâm đường không mất. Nào ra thử kiểu. Nào ra thử kiểu. Nào Rô. Ừ. Tao lại mày Linh. Không, mình không trồng biết, mình trồng cốc. Đấy. Em vừa trồng biết thấy chưa? Uống sao với mẹ, chờ hoài. Chờ chị á. Tao chờ chúng mày á. Mạng kém luôn. Không phải bốt hả? Đâu thấy đâu. Sắp hoàn tất mới mua được anh luôn. Anh coi em nè. Chưa có mạng má. Bốt ai đứng là con em hay em hả? Không em hả? Bốt đã mới ghê. Trời ơi, chúng ta có đến mà. Má lừa tình. À không. Người nó ngon anh. À lừa tình. Cái gì? Anh đừng để em đuổi khách. Mình ơi. Chồng ơi. Anh ơi. Phu tướng quân. À thôi, ngồi đó đi. Tao ngồi cho hốt cái kiểu đó chứ mà. Mà tại chỗ ông Hải mà ông sợ quá, ông bỏ luôn rồi. Để em, để em. Đem đây cho. Em. Canh tao mày. Cái gì quan trọng không? Có cái lùn tao quan trọng nè. Để đây như khi không có sợ, sợ. Quần áo thì được, có cái gì quan trọng không? Nhưng mà túi nó nhiều tiền. Em cũng sợ vậy đó, em mới hỏi cái quan trọng quá. Mày bây cái đấy ra sau lưng tao. Mày để cái bệ ghế đây cho tao. Ở trong này ấy, chỉ có quần xịp với slip thôi. Nhưng mà cái túi nó nhiều tiền. Đây là túi xịp, không phải túi phách. Mày mày. Rô, lấy cho chồng tao bộ đồ nghề. Nào, 2, 3, lên mày gì mày. Rô, muốn lửa lên. Lên luôn, 2, 3. Để em lên. Bây giờ thấy bạn quần là biết từ Hà Nội về. Ngập lắm à dày. Bà mẹ kinh vậy. Có bị delay không? Bay gì? Anh ơi. Vô. Anh Hải ơi, về đi, em cần đưa đâu, em đã có tiền rồi, có thể có bỏ tiền. Anh Toàn. Toàn đi giấc, Toàn đi ngồi kỹ đi, ngược nào anh cũng giấc thành nè. Chết mày, tóm lại bà vớt ai? Thế. Hải ơi, từ lúc quen nhau, chưa nói một lời nào, cho tình ta. Đang cùng Zalo số nào? Em kết bạn. Ôi mày. Nhớ đầy vui, thấy ai mỉm cười làm mỗi.
Đừng mở ra quý vị. Vô. Hay quá. Hay quá nàng ơi. Ơ kìa. Ê thằng kia. Chị em ơi, chị. Ê thằng kia. Cô ơi. Ê cô. Mày có lấy bia cho chồng tao không? Có em lấy rồi đó. Đâu đâu? À. Chưa không thấy mày. Mày lấy bia cho chồng tao. Mày cái ly đâu rồi? Để cốc đi em. Hay sao mày gọi là ly? Không, chắc mạng yếu. Bạn lên chưa? Chỗ thấy là chưa lên. À lên rồi. Lên rồi. Rồi đây này. Đây là chụp mà, không phải là chim đâu. Em ghim bài. Bài đứng ngay bụi cây ghim bài mới ghê chứ. Một trò trời. Rô cái nào? Ok. Cái ly đâu? Em ơi cái ly. Mày em thằng này. Like đầu tiên nha em. Rô nào? Lấy cái ly. Mà em với thằng này. Mình có quen, mình vẫn gọi là cái cốc. Rồi quay căng lại. Vô. Anh Toàn, chồng yêu của chị. Chồng yêu 5 rồi. Chồng yêu của chị. 9 quả đồi, 5 căn nhà mà tiền của chị hết. Anh Toàn chồng của chị. Nên là tránh ai nha. Ăn ai thì ăn, đừng có ăn chồng tôi nha bà. Đây này, bác Thịnh đang cô đơn này. Cái gì? Không má, tôi đang định cưa ông Thịnh ông nội. Rô nào? Rô. Rô mình ơi. Hải ơi. Không làm cho ông Hải từ cái đây mà bỏ chạy không tới đó. Trốn cẩn thận luôn. Cái mặt Hải bỏ bạc rồi. Nhưng mà không có tròn còn mất công ấy. Còn ngon hơn, còn ngon hơn á. Trời ơi trời. Cô bắt rồi thấy... Giang ơi, tổng, tối ngủ không được quần áo đâu. Sao biết hay vậy? Bà nào? Vô con, anh Quý. Muốn ăn như chơi, tại đây thôi Wow. Wow.
anh muốn chơi em dài lâu. Anh muốn chơi em thật lâu. Anh muốn chơi em thật sâu. Anh muốn chơi em thật lâu. Anh muốn chơi em thật lâu. Đúng không mày má? Tim ngừng đập. Một giây biết. Một giây bỏ qua. Đéo cười được quần. Đúng không mấy mẹ? Chơi một giây bà em ra điển. Vớ vẩn. Chơi một giây. Anh muốn yêu em dài lâu, ok. Anh muốn yêu em dài lâu. Anh muốn chơi em thật sâu. Anh muốn yêu em thật lâu. Anh muốn chơi em thật lâu. Với tình hình này không thể lấy trứng được bác sĩ ơi. Rồi bác sĩ ơi. Với tình hình này chưa thể lấy trứng được rồi là bác sĩ ơi. Mà cuộc nhậu này nổ ra cũng là bác sĩ. Em ăn đâu vậy? Uống vài cốc bia. Vô. Đây anh Tuyến. Anh Tuyến là học cùng lớp em từ cấp 3 đấy. Cặp bài trùng đánh nhau anh à. Đây chồng em. Chồng những giày đỏ. 9 quả đồi, 7 căn nhà mặt tiền của em hết. Mình mới mua ấy mà. Mới năm rồi. Mới năm còn 2 triệu tiền. Thằng Thành Navi là thằng nào đấy? Để đi xem thằng Thành Navi thằng nào. Thằng bảo. Thằng Thành Navi thằng nào mà em đang ngồi sau chị? Ê, ở đây có thằng nào tên là Thành Navi phải không? Không, Thành Navi là nào? Thằng nào? Không có luôn. Định gây sự với chị à? Ai? Có một thằng nào? Em đang ngồi sau chị này, chị có uống không? Địt mẹ, tao tưởng thằng nào dám mời thằng chơi đi. Không phải bằng này. Không phải. Tao tưởng dám gây sự với tao. Ai đâu gắn đâu chị ơi. Tao uống cho chúng mày xẻ hết. Dạ. Tao không có doanh thu. Dạ. Chị nói em nghe nhá, ở đây nhậu đồ rất là ngon. Dạ. Để xe thoải mái rồi đi em. Dạ. Nhưng mà ban ngày mà không nhậu đi vô quán chị ăn bún đậu nha. Này nó thành long rồi chị. Dạ. Chưa đi thăm con chị tao vẫn lòi lôn ở dưới đấy. Ê, sao? Chúng mày đang cưa nhau à? Ai cưa ai? Ba đứa chúng mày đang cưa ba đứa con gái này à? Bà cưa. Ngồi phải xem vô. Dính hết rồi. Đít mẹ kỳ quá. Đít mẹ. Nãy giờ tôi tưởng ba đứa này đang cưa ba đứa này. Yêu rồi. Dâm rồi thì ngồi xem kẽ đéo ai ngồi thế này. Trời ơi. Xích rồi anh vậy. Xích rồi á. Đi đái không em? Thông cảm. Chị biết những cái đứa đi nhậu địt mẹ đái, chị cũng đái lâu lắm. Uống đi thằng này. Mày không hết. Đéo nhìn thấy luôn. Cho tao miếng đi. Ok. Cảm ơn chị nha. Chị ké nha. Rồi các em ơi. Rồi mình ơi. Cảm ơn các em. Bọn em nhá, nhớ đến quán này nhậu nhá. Chủ quán này anh chị đấy. Nhiều khi đứa nào định đánh chị, anh chị đánh chết mẹ chúng nó luôn. Mà trước khi nhậu là do ăn bún đậu nhớ đúng không? Đúng rồi, mình phải đổ bê tông. Đúng rồi, ăn bún đậu cho no bụng. Sau đó xách cái lồn ra lại quên. Xách cái lồn. Chị hay nữa bây giờ uống rồi không ăn. Okay. Không, gọi đồ ăn đi. Ăn uống. Ăn luôn rồi. Uống cọc chết mà. Rồi mày. Rồi các em gái ơi, chúng mày nhậu nhấp nhấp thôi, đêm về còn lên tê phê. Đừng nhậu nhiều quên là đéo cởi quần khổ, quên. Phụ nữ uống ít thôi. Đúng rồi. Có đối tượng giao cấu, uống ít. Vô. Nào. Ở đồ này uống. Uống đi. Thằng này uống đi. Địt cô cười hoài. Địt mày cười hoài. Mày chồng đứa nào? Mày chồng đứa nào? Chồng đứa nào? Thấy đứa nào hợp với em? Tao đéo vậy, thầy bói. Tao có chiến mà em không có chiến thì nhìn rõ ràng chứ. Nhìn tao nghi con này. Ok, nhìn đẹp trắng hết đi. Ô, mà tao nói. Tao nhìn phong thủy mày đêm nay mày không làm hai em chết mẹ với tao. Chị dặn nó rồi hai cái. Em cứ uống đi. Chị dặn rồi hai cái.
Thôi tịt mày ra uổng quá cái. Đau lầy mày, bố lầy mày. Em ơi, hai cái là lòi lồn rồi em ơi. Rồi chị không ăn đâu, chị không ăn trái cây đâu. Chị không phải bánh mèo. Nhớ nhá, chị hay nhậu quán này lắm. Mỗi chị ấy. Không phải sờ tay đâu, chị biết chồng mày rồi. Không phải sờ. Chị biết rồi. Chị đi nhá, chị lượn. Đồ má bên chị có một thằng lồn nó hát hay quá. Uống cho bà. Đi giao lưu rồi. Cảm ơn chàng yêu. Uống cho má. Đi về sân uống lửa ly rồi. Hey Trang ơi. Trang đây. Tường nằm cạnh Tây 30. Chéo giò. Mai là người mẫu. Bé đấy đạt giải cao nhất của năm ngoái về người mẫu kit. Super kit. Super kit. Nó mê nhậu cho về ngủ. Hà Nội mùa này vắng những con điên. Cái rét đầu đông vắng những cơn mưa. Cái rét đầu đông
Con Mai là hát bài này vào trường. Hoa xưa tôi rơi, đến bên tôi nhiều tan nương. Có mười đứa đi diễn đấy. Lòng bao nơi nhớ, đêm nào lành đôi vai, hơi ấm chào em tuổi thơ ngây, tưởng như còn đây. Mày đứng một giây ông chơi luôn hả?